Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016, có những nội dung chính như sau. Họp bàn kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp. Tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước. Nhiều trang trại ở huyện Lệ Thủy chưa thể khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Quảng Bình chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Sáng nay, ngày 24 tháng 11, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm góp ý dự thảo điều lệ và dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 8. Theo kế hoạch, sự kiện Đại hội thể dục thể thao cấp xã thị trấn tối thiểu 3 môn bắt buộc, thời gian tổ chức là quý 1 và 2 năm 2017. Đại hội thể dục thể thao cấp huyện thị trấn tối thiểu 4 môn bắt buộc, thời gian tổ chức từ quý 2 đến quý 4 năm 2017. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong 2 năm 2017-2018. Sự kiện thi đấu 13 môn gồm cài việt giã, điền kinh trong sân, bơi trong bể, karate đô, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, kéo co, võ cổ truyền và đua thuyền. Các môn trong đại hội sẽ được tổ chức thi đấu theo 2 giai đoạn. Năm 2017, dự kiến sẽ thi đấu các môn gồm bơi trong bể, điền kinh trong sân, bóng đá, karate đô, cầu lông, bóng chuyền, cài việt giã. Năm 2018 sẽ tổ chức thi đấu các môn cờ tướng, cờ vua, kéo co, võ cổ truyền, bóng bàn. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai mạc đại hội để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Điều chỉnh là một số nội dung trong dự thảo điều lệ và dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương có liên quan chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 8 được diễn ra thành công. Sáng nay, ngày 24 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thi tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tham dự hội thi có 8 thí sinh là báo cáo viên các phòng ban trung tâm thuộc cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương báo cáo, thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ. Với sự chuẩn bị công phu chu đáo, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết sâu rộng cũng như khả năng thuyết trình về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhiều phần thi của các thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao về chất lượng nội dung và kỹ năng truyền đạt sáng tạo. Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, hiểu sâu, vận dụng đúng đắn và sáng tạo những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Hôm nay ngày 24 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016. Những năm qua, đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2013-2016 đã được Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và các ban ngành có liên quan, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân hai tuyến biên giới trên địa bàn huyện. Phòng Tư pháp, Đồn Biên phòng và Ủy ban nhân dân các xã đã biên soạn, in ấn và phát hành hàng chục tài liệu, xây dựng các câu lạc bộ, tổ tuyên truyền pháp luật tại 5 xã biên giới. Đã thành lập được 30 câu lạc bộ, 35 tuyên truyền viên cấp xã, 34 tổ hòa giải với 238 hòa giải viên. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với thực tế từng địa phương. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham gia lớp học có 88 học viên là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong thời gian một ngày, các học viên được tiếp thu các nội dung, phổ biến quán triệt quy định số 29 ngày 25 tháng 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng khóa 12, hướng dẫn số 01 ngày 20 tháng 9 của Ban bí thư Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng khóa 12,
công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, hướng dẫn việc lấy phiếu đánh giá cán bộ theo quy định số 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa và hướng dẫn một số vấn đề về công tác chuyên môn. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật bổ sung những kiến thức mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt hơn công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương, đơn vị. Chiều nay ngày 24 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức hội nghị về tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước và ký cam kết thu hồi SIM kích hoạt sẵn. Thực hiện quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý thuê bao trả trước và khuyến mãi không đúng quy định, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nhắn tin thông báo đến các chủ thuê bao để khách hàng chủ động đăng ký thông tin theo quy định. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, các doanh nghiệp đã ngừng bán SIM được kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối, đồng thời khóa thuê bao các SIM đã kích hoạt sai quy định. Lập danh sách chi tiết những số thuê bao đã kích hoạt trước ngày 30 tháng 9 năm 2016 đã bị thu hồi và danh sách các thuê bao đã được người sử dụng đăng ký lại thông tin. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ xử phạt các doanh nghiệp viễn thông nếu phát hiện trường hợp vi phạm quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại hội nghị, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thực hiện thu hồi SIM kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối. Hôm qua, ngày 23 tháng 11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh phối hợp với chính quyền và nhân dân tổ chức sửa chữa nhà văn hóa thôn Túc Ly, xã Võ Ninh. Do ảnh hưởng của hai trận lũ lụt vừa qua, nhà văn hóa thôn Túc Ly bị hư hỏng, xuống cấp. Để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh đã huy động 50 cán bộ nhân viên, chiến sĩ dân quân tự vệ, phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và người dân địa phương, tổ chức lợp lại ngói, tu sửa lại nhà văn hóa thôn Túc Ly, xã Võ Ninh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ kinh phí giúp địa phương trang bị cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa nhằm phục vụ sinh hoạt, tổ chức hội họp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Tiếp theo chương trình là các hoạt động cứu trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hôm qua ngày 23 tháng 11, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa tổ chức trao quà cho người dân vùng lũ và một số thiết bị dạy học cho hai trường học tại huyện Minh Hóa. Tại trường tiểu học số 1 Tân Hóa, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential đã trao tặng một máy radio, đàn ốc gan, bình lọc nước, tủ đựng hồ sơ, ban ghi giáo viên, sách giáo khoa. Ngoài ra, đoàn cũng đã lắp đặt hai phòng máy vi tính mới tại trường tiểu học số 1 Tân Hóa và trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Trung Hóa. Dịp này, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential cũng đã tặng 267 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Mỗi phần quà gồm 20 kg gạo, một chăn ấm. Tổng giá trị quà tặng trong đợt này là 480 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ sự đóng góp của cán bộ nhân viên và tư vấn viên của Prudential, góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Ngày 23 tháng 11, Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã về thăm và hỗ trợ lương thực cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa. Mỗi huyện 10 tấn gạo và 1.000 thùng nước uống, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là đợt trao quà cứu trợ thứ hai của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Trước đó, giữa tháng 10 năm 2016, tập đoàn cũng đã hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho bà con tại các vùng bị lũ chia cắt ở miền Trung. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14. Ngày 28 tháng 11 năm 2016, buổi sáng tại thành phố Đồng Hới, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đồng Sơn, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Văn Bình, ông Nguyễn Ngọc Phương. Buổi sáng tại huyện Quảng Ninh, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh, đại biểu tiếp xúc ông Trần Công Thuật. Buổi chiều tại huyện Bố Trạch, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Sơn Trạch, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Văn Bình, ông Trần Công Thuật. Ngày 29 tháng 11 năm 2016, buổi sáng tại huyện Lệ Thủy, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Dương Thủy, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Ngọc Phương. Ngày 12 tháng 12 năm 2016, buổi sáng tại huyện Tuyên Hóa, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Lê Hóa, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Mạnh Cương, bà Cao Thị Giang. Buổi chiều tại huyện Minh Hóa, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hóa Tiến, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Mạnh Cương, bà Cao Thị Giang. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, buổi sáng tại thị xã Ba Đồn, địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Văn, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Mạnh Cương, bà Cao Thị Giang.
Buổi chiều tại huyện Quảng Trạch, địa điểm hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiến, đại biểu tiếp xúc ông Nguyễn Mạnh Cương, bà Cao Thị Giang. Thời gian hội nghị buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên cả lĩnh vực đáng quan tâm khác. Nhiều trang trại ở huyện Lệ Thủy chưa thể khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Quảng Bình chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Hôm nay ngày 24 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2016-2017. Năm 2016, sản xuất nông nghiệp huyện Tuyên Hóa triển khai thực hiện trong điều kiện thiên tai lũ lụt, rét đậm rét hại, hạn hán đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của bà con nông dân nên đã đạt được kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 21.500 tấn, đạt trên 110% kế hoạch. Tổng đàn gia súc đạt trên 50.600 con, đạt 102% kế hoạch. Sản lượng thủy sản ước đạt trên 373 tấn, tăng 102% so với năm 2015. Trồng rừng tập trung ước đạt 971 hecta. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 95.000 ste, giá trị thu được trên 50 tỷ đồng. Vụ đông xuân 2016-2017, huyện Tuyên Hóa tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt khoảng 560 tỷ đồng. Sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 13.800 tấn. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm 50,7%, sản lượng thủy sản 420 tấn, trồng rừng tập trung 800 hecta. Hai đợt mưa lũ vừa qua đã làm nhiều trang trại trên địa bàn huyện Lệ Thủy bị thiệt hại nặng, đến nay vẫn chưa thể khôi phục sản xuất được do thiếu vốn cây con giống. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, mưa lũ đã làm 97 trang trại bị thiệt hại với giá trị ước tính được gần 11 tỷ đồng. Nhiều trang trại gần như mất trắng với tổng thiệt hại lên đến trên 1 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều trang trại ở huyện Lệ Thủy vẫn chưa thể khôi phục sản xuất do thiếu vốn sau thiên tai. Chính quyền địa phương đã tiến hành thống kê thiệt hại, động viên các chủ trang trại chủ động khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, đồng thời kiến nghị với các cấp các ngành có chính sách ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ cây con giống để người dân phục hồi sản xuất. Hiện người dân ở huyện Lệ Thủy đang chủ động áp dụng phương thức sản xuất lấy ngắn nuôi dài, đa dạng hóa các loài cây trồng vật nuôi để có nguồn vốn tái đầu tư khôi phục quy mô sản xuất. Xã Phú Hòa, huyện Quảng Trạch là địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Hiện nay, bà con đang tích cực khôi phục sản xuất, nhất là ngành chăn nuôi. Trong hai trận lũ vừa qua, xã Phú Hòa có trên 11.000 con gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, hàng trăm chuồng trại lớn nhỏ bị hư hỏng nặng. Hiện nay, để khôi phục chăn nuôi, nhân dân xã Phú Hòa đang khẩn trương dừng lại chuồng trại, mua giống vật nuôi về thả nuôi. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của bà con là thiếu nguồn vốn và thiếu cả con giống. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm sau lũ cũng trở nên khan hiếm. Vì vậy đến nay, xã Phú Hòa mới chỉ khôi phục được khoảng 30% tổng đàn gia súc gia cầm. Để kịp thời hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển, từ ngày 17 tháng 11, các địa phương tại tỉnh Quảng Bình đã tiến hành chi trả tiền bồi thường đợt 1 cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển gây ra, phần lớn người dân nơi đây sống bằng nghề đánh bắt và chế biến thủy sản. Do đó, những ảnh hưởng của sự cố môi trường đã khiến cuộc sống của hơn 3.000 hộ dân nơi đây trở nên khó khăn trong nhiều tháng qua. Nay được nhận tiền đền bù, nhiều hộ dân đã cảm thấy lạc quan hơn. Là chưa nhận được là kêu gọi là mà cái nhà máy bố trừ là chưa là cái số tiền thì là bạc làm là cái tài sản thay tài sản để phát triển nghề biển lại để làm. Trong đợt một chi trả lần này, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã chi trả hơn 8,5 tỷ đồng cho 235 đối tượng là chủ thuyền và lao động trên các thuyền có công suất dưới 90 cv và các đối tượng nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi cũng đã định hướng cho bà con các cái đối tượng sử dụng đồng tiền đúng mục đích, trước hết là khắc phục được cái đời sống khó khăn trong thời gian vừa qua và trong cái thời gian tới. Thứ hai, dùng đồng tiền đó hết sức tiết kiệm để phần nào đầu tư vào là tái tạo tài sản, đặc biệt là các tàu cá là cải hoán, nâng cấp để là sửa chữa tiếp tục ra khơi bám biển khi biển trở lại bình thường. Trong những cái lúc khó khăn nhất thì bà con, ngư dân và nhân dân trong các cái vùng bị ảnh hưởng đã cùng đồng hành và chia sẻ những cái khó khăn với các vị chính quyền để vượt qua những cái khó khăn.
Và đến tại thời điểm này thì huyện Bố Trạch nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã tổ chức cái công tác đánh giá thiệt hại và thực hiện chi trả cái bồi thường. Có thể đấy đây là cái công tác mà đền bù thiệt hại về cái tác động môi trường vừa rồi á, thì là một cái việc làm nó mới, đòi hỏi là phải có cái sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên là cũng phải đảm bảo theo cái tiến độ của cấp trên giao. Đợt chi trả đầu tiên này, tỉnh Quảng Bình được chính phủ giao tạm ứng 1.100 tỷ đồng tiền bồi thường cho bà con. Trong đó huyện Lệ Thủy gần 105 tỷ đồng, huyện Quảng Ninh hơn 116 tỷ đồng, thành phố Đồng Hới hơn 141 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn gần 108 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch hơn 230 tỷ đồng và huyện Bố Trạch là gần 300 tỷ đồng. Thường vụ tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng chỉ đạo các cấp các ngành là tăng cường đi vào cuộc trong việc cùng với chính quyền địa phương để mà giám sát việc kê khai này, rồi là xây dựng phương án, rồi công bố công khai niêm yết và tiến hành chi trả tiền kịp thời trong điều kiện sớm nhất. Hiện còn một số địa phương ở Quảng Bình vẫn chưa thực hiện xong việc kê khai thiệt hại. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tới từng địa phương này để đốc thúc chính quyền và người dân khẩn trương hoàn thành công tác này. Có thể nói, với số tiền mà người dân nhận được trong đợt chi trả lần này sẽ giúp bà con các làng biển có thêm động lực để trang trải cuộc sống hàng ngày. Và hy vọng rằng, sau khi nhận được tiền đền bù, người dân sẽ sử dụng đúng mục đích để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa chỉ đạo Cảnh sát Giao thông cả địa phương tuyên truyền vận động người dân làm thủ tục sang tên mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, đã chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ hoặc chứng từ không đầy đủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Theo điểm B khoản 1 điều 30 Nghị định 46/2016 thì sẽ phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên chủ xe. Quy định này áp dụng với cả diện được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản. Hạn cuối cho các chủ xe máy đăng ký sang tên đổi chủ khi mua bán qua nhiều lần là ngày 31 tháng 12 năm 2016. Theo khoản 4 điều 76 của Nghị định 46/2016, nội dung trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 sẽ xử phạt xe máy không chính chủ. Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng liên quan đến ma túy. Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 21 tháng 11 năm 2016, trên đường Tiêu Quang Phục, thành phố Đồng Hới, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh phát hiện Lê Công Cường điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 73K6-7717, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, phát hiện trong bao thuốc để ở túi quần có một gói bột nhỏ màu trắng, đối tượng khai là heroin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Sau khi phát hiện sự việc, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng về bàn giao cho công an thành phố Đồng Hới để tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay, ngày 24 tháng 11, tại trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động các vụ án trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức 4 phiên tòa xét xử đối với 4 bị cáo: Lê Thanh Hải, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Nông Trường Việt Trung; Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1985, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy; Cao Thanh Hiệp, sinh năm 1991, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, về tội trộm cắp tài sản; và bị cáo Nguyễn Đức Long, sinh năm 1974, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo nêu trên đều từng có tiền án tiền sự với các tội danh tương tự. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thanh Hải 9 tháng tù giam, Nguyễn Đình Hùng 4 năm tù giam, Cao Thanh Hiệp 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Đức Long 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các phiên tòa xét xử lưu động lần này nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Sáng nay 24 tháng 11, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông miền Nam Philippines. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ vĩ Bắc, 126 độ kinh Đông trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6,
tức 40 đến 50 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ vĩ Bắc, 122,2 độ kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc biển Sulu, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Thời tiết khu vực Quảng Bình 24 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động ổn định. Nên ở Quảng Bình đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày có mưa rải rác. Vùng biển ngoài khơi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2016. Khu vực miền núi, trời nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, ngày có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 85 đến 99%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, ngày có mưa rải rác, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm từ 90 đến 99%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây, có mưa, gió tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm từ 90 đến 97%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2016. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm từ 85 đến 99%. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là bản tin thể thao.